Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho những tin tức thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận. Gặp gỡ người họa sĩ vẽ mang sen cho số đầu tiên của tờ báo mang tên sự kiện lịch sử Sài Gòn Giải Phóng. Tờ báo ra đời chỉ 5 ngày sau khi đất nước thống nhất. Những nỗ lực để nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi vào năm 2025. Phân tích cụ thể sẽ có trong phần Việt Nam qua góc nhìn quốc tế hôm nay. Thưa quý vị, sáng ngày 28 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát tìm hiểu tình hình hạn hán và kiểm tra công tác ứng phó hạn hán trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, một trong những địa phương khô hạn nhất cả nước. Kiểm tra việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ và dự án đầu tư kênh đường ống cấp 2, cấp 3, Thủ tướng chỉ đạo Ninh Thuận tập trung quy hoạch lại hệ thống hồ thủy lợi của tỉnh, khai thác và tạo hệ thống liên thông để điều hòa nguồn nước hài hòa, phù hợp, đảm bảo nước canh tác, tưới tiêu, sinh hoạt cho nhân dân trong tỉnh và hỗ trợ khu vực Nam Khánh Hòa và Bắc Bình Thuận, nhất là kịp thời ứng phó cao điểm khô hạn trong 2 tháng tới. Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tập trung nguồn lực trọng tâm trọng điểm cho việc phát triển các hồ thủy lợi để hỗ trợ các địa phương. Tiếp đó, đến thăm hỏi, động viên và tìm hiểu tình hình hạn hán, đời sống, hoạt động canh tác của người dân. Thủ tướng cho rằng cần phải đổi mới theo hướng sản xuất lớn, liên kết theo mô hình hợp tác xã, vận dụng các quy định mới của luật hợp tác xã, luật đất đai, quy hoạch vùng nguyên liệu, ứng dụng khoa học công nghệ, chế biến sâu trong sản xuất, xây dựng thương hiệu, chuỗi cung ứng, huy động sự tham gia của doanh nghiệp để hỗ trợ đầu vào và đầu ra, sự tham gia của ngân hàng để hỗ trợ về vốn, từ đó mang lại hiệu quả, giá trị cao hơn. Đề nghị tướng chính phủ cần quan tâm thêm là của địa bàn của tỉnh Ninh Thuận có một số vùng còn khó khăn. Thứ nhất, còn thứ hai là kênh cấp 2, cấp 3. Cái kênh nước tiến độ để cho bà con được thụ hưởng. Rồi qua đây thì thấy là vấn đề nước là vấn đề khó khăn nhất của bà con. Hệ thống tưới tiêu chúng tôi vừa thăm đây rồi. Và cái đợt trước tôi vào đây làm việc đã cho chủ trương để hình thành các hệ thống hồ, rồi hệ thống kênh mương dẫn nước xuống cho bà con. Và cũng là chỉ đạo cho Bộ Nông nghiệp rồi các bộ mà có liên quan dành cái ưu tiên cái nguồn lực để là tạo cái nước, nó tóm lại là nước sản xuất kinh doanh, đúng không? Rồi nước cho tưới tiêu, rồi nước cho sinh hoạt cho bà con. Đây là một cái điểm nghẽn lớn nhất của Ninh Thuận tại cái vùng đất này. Cái này là cái nguyện vọng chính đáng của bà con thôi, thì Đảng, Nhà nước phải chăm lo cái này. Tiếp đó, dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng chúc mừng và đề nghị tỉnh tổ chức thực hiện quy hoạch đồng bộ, bài bản, lớp lang, hiệu quả để tạo động lực phát triển mới, đồng thời nhấn mạnh 5 quan điểm, 5 yêu cầu của công tác quy hoạch. Đặc biệt, Thủ tướng đã nêu rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm với các địa phương trong triển khai quy hoạch, đó là phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh bằng việc xây dựng cơ chế chính sách phù hợp, phát hiện những mâu thuẫn tồn tại, hạn chế, thách thức để đưa ra giải pháp hóa giải, xây dựng danh mục các dự án, chương trình cụ thể để thu hút đầu tư, khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện. Tổ chức thực hiện khoa học, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, rà soát, điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thực tiễn. Sau khi phân tích về những tiềm năng lợi thế lớn cùng với những khó khăn thách thức của tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng đã giao nhiều nhiệm vụ cho tỉnh. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương đã xác định Ninh Thuận là trung tâm năng lượng tái tạo thì phải khẩn trương phối hợp với tỉnh để có cơ chế, chính sách phù hợp, tuyệt đối chống tiêu cực, tham nhũng, cài cắm lợi ích nhóm. Tại hội nghị, tỉnh Ninh Thuận đã tiếp nhận từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm 7 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, góp phần thực hiện phong trào thi đua đã được Thủ tướng phát động trên cả nước. Nhân dịp này, Thủ tướng đã đến thăm, động viên, tặng quà bà Hồ Thị Lượm, 92 tuổi, đang sống tại thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, người vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Chiều nay tại tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khánh thành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt được đầu tư theo hình thức đối tác công tư, nâng tổng số chiều dài khai thác trên trục cao tốc Bắc Nam là gần 1.200 km. Buổi lễ được tổ chức tại hai điểm cầu Ninh Thuận và Nghệ An. Việc đưa vào khai thác hai cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ giảm tải áp lực giao thông cho tuyến quốc lộ 1A,
rút ngắn thời gian di chuyển, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận tải, du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương và các vùng. Đặc biệt, hai dự án này được triển khai theo hình thức PPP, thực hiện trong điều kiện hết sức khó khăn vì triển khai đúng lúc đại dịch COVID-19, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gặp nhiều khó khăn trong vấn đề nguyên vật liệu. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, việc đưa vào khai thác hai tuyến cao tốc nâng tổng chiều dài các tuyến cao tốc đã khai thác trên cả nước đạt hơn 2.000 km. Đây là thành tích rất đáng trân trọng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của người dân và doanh nghiệp. Hiện nay thì hầu hết các nhà đầu tư, các nhà tư vấn, nhà thầu, cán bộ, công nhân viên chức, rồi các kỹ sư công nhân đã và đang có mặt trên công trường với tinh thần là vượt nắng thắng mưa, làm việc 3K 4K xuyên ngày nghỉ, ngày Tết trên tất cả các cái dự án đường cao tốc Bắc Nam và dự án đường cao tốc Đông Tây và các dự án đường cao tốc liên vùng. Thì tôi rất là cảm ơn và xúc động. Chúng ta thấy một cái tinh thần làm việc rất là hăng say, rất là nhiệt huyết. Và tất cả vì Tổ quốc thân yêu, tất cả vì lợi ích của quốc gia dân tộc, vì lợi ích của nhân dân. Từ hai dự án, Thủ tướng nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm, trong đó các cơ quan chức năng phải thường xuyên xuống hiện trường, giải quyết ngay tại công trường những khó khăn, vướng mắc về vốn, thủ tục, công nghệ, mặt bằng, nguyên vật liệu, huy động đa dạng hóa các nguồn vốn và hết sức linh hoạt trong vận dụng các công cụ luật pháp đã có. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các cơ quan hữu quan tiếp tục hoàn thiện đồng bộ các hạng mục của dự án. Thủ tướng yêu cầu quan tâm, chăm lo cho người dân, nhất là những người đã nhường mặt bằng cho dự án, đồng thời tận dụng tối đa lợi thế của các cao tốc, mở các nút giao phù hợp để tạo không gian phát triển mới. Sáng 28 tháng 4 tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Tham gia lễ diễu binh diễu hành có 4 lực lượng bao gồm lực lượng pháo lễ, lực lượng không quân bay chào mừng, lực lượng diễu binh diễu hành, lực lượng đứng trên sân với tổng số là hơn 12.000 người. Điểm nhấn của lễ diễu binh diễu hành là có sự tham gia của lực lượng pháo lễ gồm 18 khẩu lựu pháo 105 và 11 máy bay trực thăng bay qua khán đài của lực lượng không quân. Buổi hợp luyện nhằm điều chỉnh, khắc phục một số nội dung cho phù hợp tình hình thực tế và đảm bảo yêu cầu đặt ra. Diễn ra trong thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, tuy nhiên, với ý nghĩa trọng đại của lễ kỷ niệm, các thành phần tham gia lễ kỷ niệm đều phát huy tinh thần vượt khó, nỗ lực tập luyện để biểu diễn thành công trong ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, chỉ 5 ngày sau giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, trong điều kiện vô cùng gian khổ, những người làm báo cách mạng đã kịp thời cho ra mắt số đầu tiên của tờ báo mang tên sự kiện lịch sử Sài Gòn Giải Phóng, đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh, đa dạng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố vừa được giải phóng. Những ngày khẩn trương chuẩn bị cho ra mắt tờ báo đã trở thành ký ức không quên đối với thế hệ người làm báo Sài Gòn Giải Phóng đầu tiên, trong đó có họa sĩ Vũ Huy Thiều. Ông là người vẽ mang xét đầu tiên của tờ báo này. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chàng trai người Hà Nội Vũ Huy Thiều khi đó đang thực hiện nhiệm vụ làm báo tại tỉnh Bình Thuận và được cử tham gia lớp báo chí của Trung ương Cục. Vốn là sinh viên ngành mỹ thuật, lại thông thạo kỹ thuật in offset, Vũ Huy Thiều đã được cấp trên điều động vào nhóm trình bày báo chí, chuẩn bị cho việc ra mắt báo Sài Gòn Giải Phóng. Lúc đó tôi mới nảy ra suy nghĩ rằng vậy thì nên viết chữ Giải Phóng nhỏ xuống phía bên dưới chữ Sài Gòn và cùng với thời gian sẽ thu hẹp dần cái chữ Giải Phóng lại. Và cái ý kiến đó của tôi thì đã được chấp nhận và tôi liên tiếp kể rất là nhiều mẫu. Và cuối cùng thì lãnh đạo đã duyệt được 2 mẫu của tôi. Ngày 24 thì tôi được thông báo chính thức là mẫu này được chọn. Thì ngay lập tức tôi mới sắp xếp lại để thành một cái maquette đơn giản. Thì sau khi mà xác định xong cái phong cách tờ báo rồi thì lúc đó thì tôi rất yên tâm. Đoàn công tác báo chí của Vũ Huy Thiều tiến vào Sài Gòn vào buổi chiều lịch sử ngày 30 tháng 4. Dù khung cảnh của một thành phố vừa mới giải phóng còn ngổn ngang, nhưng tình cảm của người dân thành phố đã gây ấn tượng cho ông. Gặp rất là nhiều dân đứng hai bên đường để mà chào đón những người lính Cộng Hòa đã cởi bỏ quần áo và vũ khí để
cũng cùng với là dân đón tiếp quân giải phóng vào, họ rất là vui vẻ. Trong mấy ngày đó thì dành thời gian cho phóng viên đi thu thập tin tức tình hình. Vậy còn cái nhóm của chúng tôi thì cũng chuẩn bị về mặt hình thức tờ báo. Những phóng viên thì đem bài đến rất là nhiều. Đấy, và chúng tôi phải bỏ ra mấy ngày để ngồi lựa chọn. Mãi đến cuối giờ chiều mới bắt đầu in. Tôi không thể ngờ được là người dân Sài Gòn lại đón tiếp cái số báo Sài Gòn Giải Phóng đầu tiên đông đến như thế. Và tôi nhớ nhất một cái lời nói của người dân, đó là giống báo của mình nhỉ. Đấy, tức là họ cảm thấy tờ báo đó là của người Sài Gòn. Suy nghĩ ban đầu của chúng tôi là sẽ bỏ cái chữ Giải Phóng để giữ nguyên là tờ báo Sài Gòn thôi. Nhưng mà mãi cho đến bây giờ thì vẫn giữ tên là Sài Gòn Giải Phóng. Đó là một cái kỷ niệm mà chúng tôi cảm thấy rất là thú vị. Những nỗ lực nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi vào năm 2025. Các dự án FDI đầu tư theo các tiêu chí xanh như dùng năng lượng tái tạo, đổi mới công nghệ máy móc đang xuất hiện ngày càng nhiều. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần Việt Nam qua góc nhìn quốc tế hôm nay. Và sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần phân tích chi tiết qua phần trình bày của biên tập viên Minh Đức. Xin mời anh Minh Đức. Xin cảm ơn biên tập viên Thế Anh. Vâng, thưa quý vị, một trong những vấn đề được báo giới quốc tế quan tâm nhiều trong tuần qua là việc chạy thử hệ thống giao dịch KRX. Mặc dù hệ thống chưa được vận hành chính thức, nhưng vẫn được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt là sau khi nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi vào năm 2025. Bên cạnh đó, còn một số vấn đề cần được tháo gỡ để đạt được mục tiêu nâng hạng theo chỉ thị 12 mới được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Một loạt hãng thông tấn như Reuters của Anh, CNA và Business Times của Singapore và US News của Mỹ phân tích rằng hệ thống giao dịch mới KRX sẽ tăng tốc độ giải quyết các giao dịch trong ngày, đẩy nhanh hoạt động và tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch. Đây là một trong những nỗ lực cải cách thị trường để giúp Việt Nam nâng hạng lên thị trường mới nổi. Hệ thống mới có thể tăng khả năng xử lý từ 900.000 giao dịch hiện nay lên tối đa 5 triệu giao dịch mỗi ngày. Theo đó, giá trị giao dịch tối đa mỗi phiên sẽ tăng từ xấp xỉ 35.000 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng. Thứ hai, nó cũng thu hút thêm nhà đầu tư bán cá nhân khi giảm từ 100 cổ phiếu xuống 1 cổ phiếu trên một lô. Ngoài ra, hệ thống này cũng giúp rút ngắn chu kỳ thanh toán và có thể phát triển các sản phẩm mới. Các nhà đầu tư có thể thực hiện nhiều chiến lược đầu tư, từ đó thu hút nhiều loại hình nhà đầu tư tham gia thị trường hơn. Khi Việt Nam được nâng hạng lên thì số cái dòng vốn nước ngoài sẽ đầu tư vào Việt Nam hơn, cũng như là thì họ sẽ thì cái khối lượng lệnh cần được xử lý sẽ lớn hơn. Và như vậy hệ thống KRX hiện tại tôi cho rằng nhiều khả năng sẽ đáp ứng được cái khối lượng lệnh lớn với hệ thống mới được vận hành. Cái công suất nó sẽ có thể sẽ tăng gấp 2-3 so với công suất hiện tại. Trích dẫn dự báo của Ngân hàng Thế giới, Reuters cho biết việc nâng hạng thị trường chứng khoán sẽ giúp Việt Nam thu hút thêm từ 5 đến 25 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm 2030. Theo IIM Presswire, việc nâng hạng thị trường là bước ngoặt hướng tới một giai đoạn phát triển mới, thúc đẩy quy mô, hiệu quả thu hút vốn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và định vị Việt Nam là ngọn hải đăng trong khu vực. Tuy nhiên, theo Malaysia Sun và đài WTAQ, để có thể nâng hạng thì Việt Nam cần thực hiện cải cách hai vấn đề, đó là loại bỏ quy định ký quỹ trước giao dịch và nới lỏng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong công ty niêm yết. Ở Việt Nam thì đang yêu cầu là trước khi đặt lệnh thì nhà đầu tư phải có đủ 100% tiền. Và điều đó nó làm giảm cái mức độ linh hoạt của nhà đầu tư trong việc điều chuyển dòng tiền của họ. SEC đã có dự thảo thông tư và nhiều khả năng sẽ theo chúng tôi nghĩ là sẽ ban hành trong có thể trong tháng 5 và tháng 6. Chúng ta hy vọng là trong quý 3 thì việc loại bỏ ký quỹ sẽ được thực hiện. Nhớ bước tiến trong việc bỏ quy định về ký quỹ trước giao dịch, Malaysia Sun và Principal Thailand cho rằng tổ chức xếp hạng Fitch sẽ thông báo tích cực đối với việc nâng hạng thị trường Việt Nam vào tháng 9 năm sau, còn quyết định của tổ chức xếp hạng MSCI sẽ cần nhiều thời gian hơn.
Theo Regulation Asia, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang tìm cách mở rộng giới hạn sở hữu nước ngoài và yêu cầu công khai thông tin bằng tiếng Anh. Cụ thể, The Star của Malaysia cho biết về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành rà soát toàn diện trên nhiều ngành và đề xuất nới tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong các lĩnh vực không thiết yếu. Trong khi đó, việc công khai thông tin bằng tiếng Anh sẽ là quy định bắt buộc đối với thông tin thông thường và việc niêm yết các doanh nghiệp quy mô lớn bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Đối với thông tin bất thường, quy định sẽ được áp dụng trước ngày 1 tháng 1 năm 2026. 5,66% là tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong quý 1 vừa được Tổng cục Thống kê công bố. Nếu so với cùng kỳ 4 năm qua, đây là mức cao nhất. Kim ngạch xuất khẩu tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Triển vọng tăng trưởng kinh tế được đánh giá cao, còn lạm phát đang ở mức 3,77%, mức không quá đáng lo ngại. Có lẽ đó cũng là một phần lý do khiến niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục được củng cố, minh chứng qua con số hơn 6,1 tỷ đô la Mỹ vốn FDI đăng ký cấp mới quý 1. Trong đó, dự án đầu tư theo các tiêu chí xanh như dùng năng lượng tái tạo, đổi mới công nghệ, máy móc đang xuất hiện ngày càng nhiều. Trong khi thương mại ngắn hạn sẽ sớm cất cánh, triển vọng dài hạn của FDI tiếp tục là một điểm sáng, là nhận định của ngân hàng HSBC trong báo cáo Việt Nam at a Glance vừa được công bố. Cụ thể, vốn FDI đầu tư mới trong quý 1 năm 2024 tăng gần 60% so với cùng kỳ năm trước, 65% trong số đó tập trung vào lĩnh vực trụ cột là sản xuất. Cùng với những chỉ số tích cực khác, Việt Nam đang đi đúng hướng để chứng kiến triển vọng tăng trưởng tốt hơn trong năm 2024, ngân hàng HSBC nhận định. Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI là một trong những động lực tăng trưởng của Việt Nam. Việt Nam nhận được khoảng 25 đến 30 tỷ đô la Mỹ vốn FDI mỗi năm và lượng vốn này tiếp thêm sức mạnh cho toàn nền kinh tế và động lực cho tăng trưởng kinh tế. Đầu tư FDI vào các lĩnh vực tăng trưởng xanh cũng chứng kiến đã tăng trưởng. Nguồn vốn đầu tư này hiện chiếm khoảng 4 đến 5% GDP. Đây là một xu hướng rất tích cực. Trong một bài viết nhận định về tình hình đầu tư xanh khu vực ASEAN, Tổ chức Tư vấn Đầu tư MHub của Indonesia cho rằng Việt Nam nằm trong top các quốc gia dẫn đầu khu vực trong quá trình chuyển đổi hướng tới một tương lai xanh hơn nhờ những chính sách thuận lợi. Điều này đã dẫn đến sự gia tăng cơ hội đầu tư bền vững tại Việt Nam, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó, báo cáo của công ty đa quốc gia Dejan Shira cho rằng lĩnh vực năng lượng tái tạo đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư với sự tập trung ngày càng tăng vào các nguồn năng lượng sạch như năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều cơ hội để Việt Nam thực hiện những mục tiêu chuyển đổi xanh đầy tham vọng. Nhiều công ty châu Âu đang có mong muốn gia tăng yếu tố xanh trong giá trị các khoản đầu tư tại Việt Nam. Có một số công ty, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đang rất nóng lòng để thực hiện các khoản đầu tư của mình. Các công ty Việt Nam và các nhà đầu tư hiện phải đáp ứng những yêu cầu khắt khe, các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị hay SEG. Nếu những tiêu chí này không được đáp ứng, họ không thể tiến hành khoản đầu tư vào thị trường. Những tiêu chí này được đặt ra và tuân thủ bởi những quốc gia và thị trường cam kết mạnh mẽ cho tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn. Việt Nam đã ứng dụng bộ tiêu chí này. Các bạn cần tiếp tục thực thi, giám sát chặt chẽ những tiêu chí này trong thu hút đầu tư nước ngoài. Theo hãng thông tấn The Star của Malaysia, Việt Nam thúc đẩy xây dựng và phát triển thị trường tín chỉ carbon để tận dụng tiềm năng to lớn về hấp thụ carbon từ phát triển rừng. Với việc năm 2023, Việt Nam lần đầu tiên bán thành công 10,3 triệu tín chỉ carbon rừng, tương đương 10,3 triệu tấn CO2 thông qua Ngân hàng Thế giới với giá 51,5 triệu đô la Mỹ. Carbon Hero, tạp chí chuyên ngành tăng trưởng xanh, nhận định thỏa thuận này đã đưa quốc gia Việt Nam lọt vào nhóm quốc gia hàng đầu thế giới có tiềm năng đáng kể về kinh doanh carbon. Thị trường tín chỉ carbon là một công cụ rất quan trọng, bởi lẽ Việt Nam có thể sử dụng các nguồn lực của chính mình, chẳng hạn như thông qua việc ngăn chặn nạn phá rừng và trồng nhiều cây hơn để giải quyết các vấn đề do biến đổi khí hậu, cũng như xanh hóa ngành công nghiệp của đất nước. Cơ chế tín dụng carbon sẽ giúp Việt Nam có thể hội nhập vào hệ thống thị trường tín chỉ carbon trên thế giới, thúc đẩy sự phát triển kinh tế và quá trình chuyển đổi xanh. Bài viết cho rằng, trong giai đoạn đầu của cải cách và hội nhập kinh tế, chính phủ Việt Nam đã áp dụng chiến lược trải thảm đỏ để thu hút các nhà đầu tư bằng nhiều ưu đãi. Cách tiếp cận này tỏ ra có hiệu quả cao, mang lại những thành tựu đáng kể trong việc thu hút đầu tư. Tỷ lệ người tiêu dùng đã bắt đầu mua các sản phẩm bảo vệ họ khỏi tác động của biến đổi khí hậu ở mức cao. Những thay đổi này buộc các nhà sản xuất tại Việt Nam và trên toàn cầu phải tích hợp phát triển bền vững để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xanh này,
và Việt Nam đang trải thảm xanh để thu hút đầu tư nước ngoài. Các báo cáo cập nhật kinh tế toàn cầu gần đây đều đánh giá chất lượng của dòng vốn FDI vào Việt Nam đã có sự thay đổi tích cực, bởi các dự án này phù hợp với mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững. Với trách nhiệm giảm phát thải, bất động sản và xây dựng Việt Nam cũng đang từng bước chuyển đổi mô hình sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng xanh nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh trong thu hút nguồn vốn FDI chất lượng cao. Theo một nghiên cứu của công ty Cushman & Wakefield, thế hệ Millennials và Gen Z là động lực kinh tế chính. Họ thích những công ty coi trọng trách nhiệm xã hội và sự bền vững của môi trường. Để thu hút những thế hệ tiêu dùng này, các nhà phát triển chú trọng hơn vào tính bền vững. Tại Việt Nam, đối với công trình xanh, việc phát triển công trình xanh được khuyến khích. Tính đến cuối tháng 3 năm nay, số lượng công trình xanh của Việt Nam hiện đạt khoảng trên 430 công trình với tổng diện tích khoảng 10 triệu mét vuông sàn xây dựng. Thì Việt Nam có hơn 150 công trình xanh, thì 67% trong số đó đã là các công trình liên quan tới bất động sản công nghiệp và logistics. Đó là cái yêu cầu bắt buộc của tất cả các cái công ty toàn cầu khi mà họ lựa chọn tài sản để họ thuê hoặc là họ mua đất để hoạt động kinh doanh sản xuất á, thì tiêu chí xanh là tiêu chí gọi là tiên quyết trong cái việc lựa chọn thuê của họ, trong cái việc ra quyết định thuê của họ. Theo một bài đăng trên LinkedIn, mạng xã hội nghề nghiệp và việc làm lớn nhất thế giới, việc áp dụng cơ sở hạ tầng xanh trong phát triển đô thị bền vững sẽ góp phần tăng cường khả năng chống chọi với biến đổi khí hậu, cải thiện quản lý nước, thúc đẩy đa dạng sinh học tại Việt Nam. Để ứng phó với diễn biến thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt, giảm thiểu tối đa việc tiêu thụ năng lượng, cần phải có những chính sách và quy định tạo điều kiện thuận lợi cho ứng dụng vật liệu thân thiện với môi trường và kiến trúc xanh, tiến tới một ngành xây dựng phát thải thấp. Những công trình như vậy sẽ trở thành yếu tố chủ lực trong thu hút FDI trong tương lai. Xu hướng công nghiệp xanh là hướng đi của lĩnh vực bất động sản công nghiệp, chính là nhận định của một bài viết đăng trên LinkedIn. Theo bài viết, tại Việt Nam, đầu tư vào công trình xanh hoặc các tòa nhà có tính năng bền vững đang trở thành thông lệ tiêu chuẩn đảm bảo giá trị bất động sản. Nhiều khu công nghiệp ở Việt Nam cũng nhấn mạnh xanh hóa để giữ chân lao động, thu hút nhà đầu tư và chuyên gia nước ngoài đến cư trú và làm việc. Lực đầu tư lớn từ các chủ đầu tư nước ngoài đến Việt Nam đã tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trên phương diện xây dựng sự phát triển mạnh mẽ và bền vững. Các nhà đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục triển khai những dự án chất lượng cao, đưa ra những phương án thiết kế xanh và thân thiện với môi trường tại Việt Nam. Công trình xanh là một cái kim chỉ nam của tương lai rồi. Tức là nó không còn phải là một cái tiêu chí là nên có mà là phải có. Để bạn tiếp tục phát triển cái doanh nghiệp của bạn trong tương lai, nó không phải là một tiêu chí nên có nữa, mà mình phải xem nó là tiêu chí bắt buộc, đóng góp tích cực vào cái sự phát triển của môi trường khi mà bạn xây dựng công trình. Ấn phẩm sách trắng năm 2024 do Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam Eurocharm công bố cuối quý 1 cho rằng, khi Việt Nam ngày càng ưu tiên phát triển bền vững, thì các chiến lược đầu tư xanh cũng đang ngày càng nổi lên trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo và cơ sở hạ tầng thân thiện với môi trường. Điều này phù hợp với động lực phát triển bền vững toàn cầu và mang lại triển vọng đặc biệt cho các nhà đầu tư đang đóng góp vào và khai thác các sáng kiến xanh. Không chỉ riêng đối với những lĩnh vực sản xuất, xây dựng, mà cả các ngành dịch vụ cũng được định hướng và tích cực thúc đẩy phát triển xanh để đóng góp cho mục tiêu phát triển bền vững chung. Việt Nam vốn được nhiều du khách ưa thích lựa chọn bởi nhiều yếu tố, từ cảnh đẹp, con người, ẩm thực đến văn hóa. Và để tiếp tục duy trì là một điểm đến hấp dẫn trong dài hạn, chiến lược phát triển một ngành du lịch bền vững là một trong những hướng đi ưu tiên hiện nay của Việt Nam. Mới đây, tạp chí Sydney Morning Herald của Australia đã nêu tên Việt Nam trong danh sách 20 địa điểm dành cho những du khách ưa thích du lịch bền vững, với các trải nghiệm giúp hỗ trợ cộng đồng địa phương, bảo tồn động vật hoang dã và hệ sinh thái và giảm khí thải carbon. Trong khi đó, Việt Nam cũng được trang Matruhomi của Malaysia đề cập đến là một trong 6 nhà vô địch về du lịch bền vững tuyệt vời để khám phá. Theo trang này, Việt Nam đã thực hiện các giải pháp để cân bằng giữa phát triển du lịch và nhu cầu bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, bao gồm cơ sở lưu trú thân thiện với môi trường, giao thông tiết kiệm năng lượng và hệ thống quản lý chất thải hiệu quả. Theo trang Hanspan Travel Indochina, du lịch sinh thái đang ngày càng phổ biến hơn ở Việt Nam. Nhờ có hệ động thực vật phong phú và cảnh quan đa dạng, Việt Nam thực sự là một điểm đến lý tưởng cho những người yêu thích du lịch sinh thái.
Việt Nam có hơn 3.000 km bờ biển, du lịch lại phụ thuộc nhiều vào đường bờ biển này. Việt Nam cũng có nhiều cảnh quan thiên nhiên rất đẹp như Vịnh Hạ Long hay Hàng Sơn Đòn. Với vẻ đẹp tự nhiên phong phú, dồi dào như vậy, việc bảo vệ chúng càng trở nên quan trọng. Trang PR Newswire đưa tin, Hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 18 sắp tới sẽ được tổ chức. Với chủ đề du lịch bền vững, kiến tạo tương lai, hội chợ nhằm thúc đẩy thực hành du lịch bền vững. Trong khi đó, gần đây, tỉnh Quảng Ninh cũng đã hoàn thiện đề án phát triển du lịch, theo The Star của Malaysia. Theo đề án, tỉnh Quảng Ninh sẽ phát triển du lịch gắn với phát triển bền vững kinh tế biển và tăng trưởng xanh. Theo kết quả nghiên cứu chỉ số tự tin du lịch châu Á-Thái Bình Dương APAC 2023 của Booking.com, Việt Nam là thị trường duy nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương được xếp vào nhóm tiệm cận du lịch thận trọng, có tinh thần trách nhiệm với môi trường và mong muốn hỗ trợ cộng đồng địa phương. Thêm vào đó, Việt Nam cũng xếp thứ hai về lượng du khách lựa chọn du lịch bền vững. Những gì chúng tôi thấy là sự sẵn lòng mạnh mẽ. Mọi người nhận thức rõ được tác hại của ống hút nhựa và túi nhựa đối với môi trường. Nhưng để phát triển du lịch bền vững là một con đường phức tạp. Tôi cho rằng cần có những chiến lược riêng cho từng nhóm khách. Với khách du lịch nội địa, cần khuyến khích sự tham gia của họ hơn nữa. Còn đối với khách du lịch quốc tế, cần nâng cao tiêu chuẩn của các dịch vụ du lịch hoặc cần có những chuyến thực địa đến một số quốc gia để chính quyền địa phương học hỏi kinh nghiệm về phát triển bền vững. Để thúc đẩy du lịch bền vững, Việt Nam có thể có thêm ưu đãi thuế và tín dụng bền vững. Tức là mức độ bền vững càng cao thì có thể được tiếp cận tín dụng và cơ chế thuế ưu đãi. Qua đó đẩy mạnh mối quan hệ đối tác giữa chính phủ và các nhà phát triển dự án. Tôi cho rằng đảo Boracay ở Philippines là một ví dụ hoàn hảo về việc tạo ra một nền tảng du lịch bền vững. Hòn đảo được đóng cửa tạm thời để làm sạch môi trường, xử lý chất thải. Họ tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, xe điện và giới hạn lượng khách đến tham quan mỗi tháng. Điều này giúp đảm bảo sinh quyền và môi trường luôn được bảo vệ. Họ cũng triển khai nhiều giải pháp để có thể phát triển kỹ năng mềm cho thế hệ trẻ trên hòn đảo đó. Tôi nghĩ Việt Nam có thể ứng dụng mô hình này tại một số địa phương. Vâng, phát triển bền vững cần sự chung tay và nỗ lực của tất cả các bên liên quan để có thể triển khai các giải pháp cụ thể và hành động thiết thực. Dù còn khó khăn, thách thức còn tồn tại, báo chí quốc tế và chuyên gia nước ngoài vẫn cho rằng Việt Nam vẫn thể hiện quyết tâm và có những bước tiến nhất định để thúc đẩy phát triển bền vững trong đa dạng các lĩnh vực. Từ đó, sớm thực hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không và chung tay cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu vì trái đất xanh của toàn nhân loại. Đến đây thì phần trình bày của tôi xin được kết thúc. Xin được quay trở lại với những thông tin thời sự cùng biên tập viên Thế Anh. Dạ vâng, xin cảm ơn phần trình bày của biên tập viên Minh Đức. Thưa quý vị, khi nhắc đến tranh khắc gỗ thì chúng ta vẫn thường nghĩ đến khuôn in ấn lăn mực đơn sắc cho ra đời những bức tranh dân gian kinh điển. Với mong muốn tạo ra những tác phẩm độc bản, một họa sĩ khắc gỗ nổi tiếng Hà Nội đã dành hơn 3 năm nghiên cứu một phương pháp thực hành mới, nơi mỗi bức tranh lại mang đến một trải nghiệm thị giác riêng biệt. Tác phẩm mà mình ấn tượng nhất là tác phẩm Đủ Lông Đủ Cánh. Mỗi một đường lực khác nhau sẽ tạo ra một cái mặt tầng màu sắc khác nhau và mình cảm nhận được cái chuyển động và cái nội lực ở bên trong cái bức tranh đấy. Bước vào không gian triển lãm mới nhất của họa sĩ Phạm Khắc Quang, người xem như được hòa mình vào thế giới của những đường nét và màu sắc chuyển động. Những tác phẩm tranh khắc gỗ, vốn được biết đến là những khung in đơn sắc, nay lại ẩn chứa những tầng màu được sắp xếp, xen kẽ khéo léo. Lấy cảm hứng từ tranh sơn khắc và khắc gỗ phá bản, người họa sĩ đã cho ra đời một dòng tranh vừa có sắc độ trầm bổng của sơn mài, vừa duy trì được những đường viền sắc nét của tranh khắc gỗ. Dòng tranh này tôi gọi là strata, tôi gọi là địa tầng đấy, thì nó chỉ tạo ra một bản duy nhất, tức là tranh khắc độc bản. Tâm thế người nghệ sĩ nó giống người khảo cổ đấy, như một người thăm dò địa chất đấy. Cái màu được tạo ra bởi cái mật độ xen kẽ, mỗi một cự ly với một góc độ ánh sáng, và cái màu đó nó sẽ thay đổi. Tuy nhiên, để cho ra một tác phẩm tranh khắc độc bản này, người họa sĩ không chỉ đơn thuần khắc trên gỗ, họ cần tự tay chế tạo một ván khắc từ công thức dành riêng cho dòng tranh này. Nó trải qua cả một cái quá trình thực hành và thử nghiệm mất khoảng 3 năm. Cái vật liệu hoàn thiện nhất là nhựa poly cộng với lại một cái loại phụ gia. Cái màu nó cũng dành cho ngành nhựa, vải lọc của ngành lọc dầu. Nó thỏa mãn được cái việc thực hành bằng con dao khắc gỗ. Nhưng mà nó cũng cần một không gian, tại vì khi mình làm cái này thì nó sẽ tạo ra các phản ứng cũng khá là không tốt cho sức khỏe.
Strata không chỉ thay đổi những quan niệm trước đó của người xem về dòng tranh khắc gỗ, mà còn mở ra một lối thực hành mới cho các họa sĩ Việt và quốc tế. Đây không phải là những tác phẩm người xem thường thấy ở một nghệ sĩ tranh khắc gỗ hay một họa sĩ Việt Nam. Anh Quang luôn thử thách giới hạn của bản thân để thử nghiệm và đổi mới. Anh đã tạo ra một giải pháp mới và sẵn sàng chia sẻ nó với các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Strata là kết quả của đam mê khám phá và thử thách giới hạn sáng tạo của một người họa sĩ Việt. Nhưng chính những thử nghiệm cá nhân của các họa sĩ là chất xúc tác giúp cho môi trường sáng tạo nghệ thuật của Việt Nam luôn vận động, đổi mới theo thời gian và được tích cực đón nhận trong và ngoài nước. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.